thầy là gánh mẹ cả cuộc đời. Ồ, gánh mẹ cả cuộc đời. Cái từ này thầy rất là thích. Nhưng vì sao con lại lựa chọn là gánh mẹ cả cuộc đời? Vì mẹ là gánh cho con cả tuổi thơ. Ồ, có biết là mẹ gánh cả tuổi thơ trong mình như vậy mẹ vất vả như thế nào không con? Có. Vậy con có yêu mẹ của con không? Có. Vậy nếu được nói một lời nào đó về người mẹ của con dành từ gì để tặng cho mẹ của con? Con rất yêu mẹ. Ồ, lại là một câu con rất yêu mẹ. Cho bạn ấy một tràng vỗ tay đi. Rất tuyệt vời. Chắc chắn khi mà mẹ con mà nghe được câu là con rất yêu mẹ, mẹ con rất hạnh phúc. Mẹ rất tự hào về con gái đó. Và con ở lớp nào? Ở lớp 8B. 8B được cộng 1.000 điểm ạ. À. Và còn tất cả các bạn ở trên này, lát nữa báo với, cuối giờ báo với cô. Cô sẽ tặng cho các bạn 500 điểm. Các bạn di chuyển nhanh nhưng an toàn về vị trí. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Di chuyển nhanh nhưng an toàn các bạn ơi. Và trong vòng 3 giây, các bạn về vị trí và ổn định. Thầy giơ tay cao lên, thầy nắm tay về xem lớp nào ổn định đó. Con di chuyển nhanh và mời tất cả các bạn ngồi thẳng lưng để tay trên đầu. À, cho thầy hỏi con gái, cơ thể của con là ai ban tặng cho con? Mẹ ạ. Ồ, là mẹ. Con có biết ở phía dưới thầy nghe tiếng nói chuyện của ai đó? Con có biết để sinh con ra và để nuôi con lớn bằng từng này đó, mẹ của con vất vả như thế nào không? Các bạn cho bạn ấy một tràng tay, bạn ấy xúc động khi biết được mẹ. Các biết mẹ của con vất vả như thế nào không? Ê, đã bao giờ con bị ốm chưa? Con có bao giờ con nhớ cái hình ảnh khi con còn nhỏ đó mà con bị ốm, mẹ thức từng đêm bao nhiêu đêm lo lắng cho con không? Có vất vả không con? Vất vả như thế vậy sao con không nói được? Nghe lời nói của mẹ con. Vậy nếu được nói một lời nào đó về mẹ của con, con sẽ dành những từ gì để tặng cho mẹ của con? Con yêu mẹ. Ồ, các bạn giơ ba ngón tay lên giúp thầy nào. Chỉ giơ ba ngón tay thôi, đừng nói một tiếng nào cả. Ba từ đơn giản lắm các bạn. Con yêu mẹ. Nhưng thử hỏi xem có bao nhiêu người con ở đây nói được như bạn không? Con yêu mẹ, ba từ đâu có khó. Thầy mời các bạn bỏ tay xuống nào. Nhưng bao lâu rồi con chưa nói con yêu mẹ? Sao lại không biết? Bao lâu rồi chưa cầm tay mẹ? Bao lâu rồi chưa ôm mẹ và nói mẹ ơi, mẹ đi làm có vất vả không? Mẹ ơi, mẹ đi làm có khó khăn không? Bao lâu rồi? Thế hàng ngày cơm con ăn là ở đâu? Thế những bộ quần áo con mặc là ở đâu? Ồ, cơ thể mẹ ban tặng, những bữa cơm là mẹ ban. Được chọn một trong hai thôi. Các bạn cho bạn trai một tràng tay giúp thầy nè. Bạn ấy xúc động và cảm nhận tình yêu thương của cha, của mẹ. Bạn ấy xúc động. Coi như bạn thấy bạn mình xúc động, quay sang soi để cười. Tiếng cười bây giờ của ai đó là tiếng cười vô duyên và tiếng cười vô cảm đó. Và tiếng cười của những người là vô cảm xúc. Người chưa cảm xúc là người không bao giờ gắn kết được tình cảm đâu ạ. Và thưa các bạn, thế nếu như có một người mẹ vào bệnh viện sinh con đó, bác sĩ nói ca này rất khó. Ca này chỉ được chọn một trong hai thôi. Một chọn mẹ được sống, hai chọn con được sống. Theo con, người mẹ đó sẽ chọn sự sống cho ai? Cho con. Ồ, vì sao mẹ lại dành sự sống cho con mà không dành cho mẹ? Vì mẹ thương con. Ồ, các bạn nghe gì chưa? Vì mẹ thương con. Vì mẹ thương con. Ở dưới những ai thật sự yêu mẹ của mình thì giơ tay cao lên các bạn. Nếu thật sự yêu mẹ thì hãy giơ.
ai thật sự yêu cha thì giơ luôn tay trái lên các bạn. Làm ơn tất cả các bạn để hai tay hình trái tim giúp thầy trên đầu nào. Để hình trái tim giúp thầy trên đầu. Và làm ơn tất cả các bạn ở phía dưới, các bạn hãy nhắm đôi mắt của mình lại, nghĩ về cha, đặc biệt là nghĩ về người mẹ yêu thương của các bạn, người mẹ vĩ đại, người mẹ hy sinh cả cuộc đời cho các bạn, cho các con đó. Xem là bao lâu nay rồi ta nhận được những gì từ cha, từ mẹ, và bao lâu nay rồi chúng ta trả như thế nào cho cha, ứng xử như thế nào với mẹ. Ồ, vì sao là người mẹ lại dành cuộc sống cho con, mẹ yêu con, đúng không? Thế đi chàng trai, chắc ai hàng ngày nhận được những gì từ mẹ không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.